Kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được đón quý vị đến với chương trình Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì? Kính thưa quý vị, vào thứ Sáu tuần qua, học viên lớp cao đẳng Phật học đã được Thầy Huyền Châu giảng A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận và Thầy Thanh Nguyên giảng Vi Diệu Pháp. Kính mời quý vị lắng nghe sơ lược nội dung các bài giảng sau đây. Trong giờ học A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận, Thầy Huyền Châu giảng đến đề tài giới địa và hữu phú vô ký. Theo luận văn, bất thiện trong dục giới, nghiệp mà cơ địa là bất thiện chỉ có trong dục giới, chứ không ở những nơi khác. Vì ở những nơi ấy rễ của các pháp bất thiện và vô tàm, vô quý đã bị trấn áp. Thân chúng ta có thể gọi là cơ địa, vì hình thành bởi bốn đại rồi tạo ra sự vận động. Như vậy, biểu hiện ra nghiệp qua lời nói và hành động. Cho nên, để tạo ra ngữ và thân nghiệp phải dựa trên cơ địa. Trong cõi sắc giới và vô sắc giới, không tạo nghiệp bất thiện vì không có thân tứ đại. Thiện và vô ký thì có mặt ở trong ba cõi, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Trong dục giới và sắc giới có vô biểu, nhưng không có trong vô sắc giới, vì ở đó không có đại chủng, nghĩa là vô biểu phải dựa trên thân tứ đại mà hình thành. Bất cứ nơi nào có hoạt động của thân và ngữ, thì chỉ nơi đó mới có luật nghi của thân và ngữ. Thầy giải thích, luật nghi là quy định nhân cách của con người trên cơ sở thân bốn đại. Chúng hữu tình có đời sống đàng hoàng, nói năng trên miệng và hành động trên thân, thì nơi đó có luật nghi. Với câu hỏi, khi một người nhập định vô sắc, mặc dầu thân của họ đang cư trú trong dục giới, thì người ấy có luật nghi của vô sắc như vô biểu, vô lậu hay không? Luận sư trả lời là không. Theo luận văn, vô biểu trong sắc giới không thích hợp để y trên sở tạo bởi các đại chủng dị loại thuộc dục giới mà phát sinh. Thầy giảng rằng, vô biểu của sắc giới thì nó chỉ tạo trên cõi đó, cũng như vô biểu của dục giới thì phát sinh từ dục giới, bởi vì nó dựa trên cơ địa phù hợp mà phát sinh. Vô sắc định không đủ khả năng dẫn sinh sắc, vì sắc tưởng đã bị khống chế, đó là trạng thái nhập định. Cũng như định là bất động thì không thể di chuyển được. Theo các vị tỳ bà sa nói, vì để đối trị ác giới trong cõi dục mà lập ra giới. Dục giới đối với sắc giới có sự cách biệt về chỗ y cứ, hành tướng, sở duyên và đối trị. Cho nên, trong vô sắc không có vô biểu sắc vì không có bốn đại. Biểu chỉ có mặt trong dục giới và sơ thiền trở xuống, do vì hai cảnh giới này còn tầm tứ. Nói đến đặc tính của hữu phú vô ký thì cũng không có trong dục giới, chỉ có mặt trong cõi trời phạm thế. Thầy giảng, hữu phú là có khả năng ngăn che thánh đạo, gây chướng ngại cho tiến trình giác ngộ. Vô ký là trạng thái không thiện, không ác. Luận sư nói, các địa từ nhị thiền trở lên không tồn tại âm thanh, vì có đại chúng ngoại giới làm nhân phát thanh. Lại có một vị khác nói, ba tỉnh lự là nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cũng có biểu thuộc vô phú vô ký, nhưng không có thiện hay nhiễm. Vì tâm thiện thuộc địa dưới thì yếu kém, tâm ô nhiễm thì đã bị đoạn. Nhưng mang thân chư thiên cõi sắc thì không thuộc thiện hay nhiễm của dục giới. Vào giờ học Vi Diệu Pháp, Thầy Thanh Nguyên giảng tiếp về tâm sở. Tâm thức của chúng ta là tổ hợp của 52 tâm sở, được chia ra làm 3 phần, gồm có 13 tâm sở hữu tợ tha, 14 tâm sở hữu bất thiện và 25 tâm sở hữu tịnh hảo. Tâm sở hữu tợ tha là tâm không có đặc tính riêng biệt, nhưng mang đặc tính mà tâm chúng phối hợp. Như khi tâm đi với tâm thiện, tâm bất thiện hay tâm vô ký, thì nó có tính chất tương ứng của thiện, bất thiện hay vô ký.
Ví dụ, khi gặp người nghèo khổ thì ta khởi lên lòng bi và muốn ra sức giúp đỡ họ. Lúc này tâm sẽ tìm kiếm xem mình có phương tiện gì để có thể cứu giúp, thì tâm sợ tầm phát sinh. Tâm vô ký là tâm biểu trưng cho si và không hướng thượng. Đối với người tu tập thì làm chậm bước tiến trên con đường tu học Phật Pháp. Tâm sở hữu tợ tha được phân làm hai loại, đó là tâm sở hữu biến hành và tâm sở hữu biệt cảnh. Tâm sở hữu biến hành là tâm thường có mặt trong tất cả các loại tâm, tức là 121 tâm, từ tâm hiệp thế cho tới tâm siêu thế. Có 7 loại tâm biến hành là xúc, thọ, tưởng, tư, định, mạng quyền, tác ý. Xúc có nghĩa là tiếp xúc, xúc chạm. Tâm sở xúc là sự xúc chạm của chủ thể và đối tượng dựa trên hai mặt vật chất và tinh thần, tương ứng với sắc và danh. Đức Phật dạy, sự xúc chạm bao gồm mọi hình thái, mọi lãnh vực. Thầy giảng, xúc là một tâm sở rất quan trọng, giống như là người chạy trước trong tất cả các loại tâm sở. Nếu không có xúc là không có sự sống, tức là không có tính chất duy trì cuộc sống. Lại nữa, không có xúc thì không có cuộc sống mới, nghĩa là không có sinh ra một tâm mới khác. Đời sống chúng ta là chuỗi dài nối tiếp nhau, mà trong khoa học nói là các tế bào sinh ra và chết đi. Còn trong Phật giáo gọi là tâm sinh diệt liên tục, từ một tâm tử nhờ có xúc mà có tâm tục sinh nối tiếp theo. Chức năng của xúc là khởi điểm duy trì cho sự sống và là nơi nương gá của các tâm sở khác. Khi xúc khởi lên giống như cây cột nâng đỡ trọn vẹn toàn thể sườn nhà, cùng thể ấy, xúc cũng có nhiệm vụ tương tự nâng đỡ các tâm sở đồng phát sanh. Nếu không có sự xúc chạm thì chúng ta không có đạo và không có quả. Nói một cách khác, các tâm sở khác phát sanh ra được là nhờ có xúc. Ngược lại, không có xúc thì tham ái, khổ đau không khởi. Tâm thức chúng ta rất là thuần túy, giống như nước tương tác với đường gọi là nước đường, với muối gọi là nước muối, vân vân. Cho nên, nếu không có xúc thì chúng ta không có cơ hội để mở ra cánh cửa giải thoát Niết Bàn. Kính thưa quý khán thính giả, Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc là nơi giúp chúng ta vun bồi công đức qua việc học và hành trì giáo pháp để phước báo tự thân được tăng trưởng, nghiệp chướng được tiêu trừ. Chúng ta nhờ vậy mà hiểu và áp dụng đúng lời Phật dạy, rồi từ đó trở thành người hoàn thiện hơn. Thấy sự lợi ích như vậy, mong tất cả quý vị hãy phát tâm ghi danh tham gia học Phật Pháp tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Kính mong quý vị và các học viên tinh tấn tu học cũng như cùng chung tay góp sức vào chương trình dạy và học này được tiếp nối lâu dài. Mọi sự phát tâm cúng dường hay các thắc mắc trong tu học, xin quý vị hoan hỷ liên lạc với Thầy Huyền Châu ở số phone 714-328-6087 hoặc đến Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính mời quý vị hãy tham gia chương trình dạy và học của Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc tối nay, thứ Sáu, ngày 19 tháng 11 năm 2021. Từ 7 giờ đến 9 giờ tối, các học viên lớp cao đẳng sẽ được Thầy Minh Lợi giảng Kinh Tăng Nhất A Hàm và Thầy Thanh Nguyên sẽ giảng Vi Diệu Pháp. Quý học viên hãy nhớ kiểm tra email mỗi ngày để biết chương trình học cũng như các thông báo cần thiết. Ngoài ra, mời quý vị vào trang nhà bồ đề Phật quốc.org để nghe lại các bài giảng của quý giáo thọ cũng như các chương trình hoành pháp khác. Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.